Hải Phòng thành lập 2.500 tổ kiểm soát dịch cấp thôn, tổ dân phố. Ngày 27 tháng 3, Hải Phòng thành lập 2.500 tổ công tác kiểm soát cấp thôn. Tổ dân phố với hàng chục nghìn người tham gia nhằm kịp thời phát hiện trường hợp nghi nhiễm khi dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp. Trước đó, vào chiều 26 tháng 3, tại hội nghị trực tuyến với các quận ủy, huyện ủy, ông Lê Văn Thành, bí thư thành ủy Hải Phòng đề nghị các địa phương. Quận huyện thông tin báo cáo về công tác triển khai chỉ thị số 26 ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó tập trung vào việc các quận ủy, huyện ủy trực tiếp chỉ đạo ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định thành lập tại mỗi thôn, tổ dân phố một tổ công tác kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, lực lượng nòng cốt tham gia là công an, quân đội và cựu chiến binh, ngoài ra có thêm sự tham gia hỗ trợ của cán bộ y tế và đoàn viên thanh niên. Theo đó, tổ công tác có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ công dân ra. Vào thôn, tổ dân phố, di biến động nhân khẩu trên địa bàn. Bên cạnh đó, kiểm tra y tế đo thân nhiệt tất cả người. Vào địa bàn, và giám sát y tế tất cả nhân khẩu trên địa bàn, nếu có trường hợp nghi nhiễm COVID-19 kịp thời phát hiện. Và thông báo cho chính quyền, cơ quan y tế địa phương. Theo ghi nhận của phóng viên ngày 27 tháng 3. Các tổ công tác kiểm soát tại các tổ dân phố trên địa bàn thành phố, đã đi, vào hoạt động, từ sớm lực lượng cựu chiến binh, đại diện tổ dân phố, hội phụ nữ, đã chuẩn bị bàn công tác đặt, tại khu vực cổng, vào các khu dân cư, để thuận tiện cho việc kiểm soát công dân ra, vào khu vực. Một số tổ dân phố trang bị loa, để phát tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch bệnh, và nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà, được biết, trên địa bàn thành phố. Đã thành lập 2.500 tổ công tác kiểm soát cấp thôn, tổ dân phố với gần 30.000 người tham gia. Cũng trong ngày 27 tháng 3, Sở Y tế Hải Phòng ban hành kế hoạch phun hóa chất khử trùng các khu vực công cộng. Nơi tập trung đông người, bến tàu, bến xe, sân bay, bến cảng, các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố nhằm nhanh chóng loại trừ các yếu tố nguy cơ gây dịch COVID-19. Theo kế hoạch, thời gian tiến hành phun hóa chất khử trùng sẽ diễn ra trong 15 ngày kể từ ngày 27 tháng 3 năm 2020 với tần suất 2-3 lần tuần. Hóa chất sử dụng là B 25% hoặc Chlorine 70% clo hoạt tính và trung tâm y tế dự phòng sử dụng máy phun bốn vòi đặt trên xe ô tô chúng tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của bạn hãy bình luận phía dưới nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại